chúng tranh nhau cái chức chủ tịch. Tại vì đám dân tự chúng tranh nhau cái ghế điền. Chúng quay sang đâu tố nhau luôn. Con thằng nào cũng là luật sư. Luật sư muốn anh chỉ là đem hàng triệu cái bài Việt Nam bảo vệ cho Mỹ Lan. Lên cao xoay tham ơi, đâu cũng quăng thấy sao xa vời. Còn một lũ mắt mơ bay rung, lấy trong cổng làm mồi câu cơ. Băng quanh kia bắt đầu quay, bắt đầu đến băng quanh đó ngồi luôn. Bắt đầu xuất bến ha. Giờ đi chợ nổi Cái Răng. Chào Đỗ Quang, nghe rõ không Đỗ Quang? Sẽ thấy hai cụm tàu. Cụm tàu này là cụm tàu đầu tiên. Khu vực này là khu vực chợ Tân An. Chợ Tân An được xem là chợ đầu mối của quận Ninh Kiều. Và chúng ta quan sát thấy là những cái chiếc ghe tàu này nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với ghe tàu ở chợ nổi Cái Răng nha cô chú anh chị. Và ghe tàu này thì nó sẽ đến từ hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, chở mặt hàng thủy sản cá da trơn đến đây. Và chợ đây là chợ thủy sản, là chợ đầu mối của quận Ninh Kiều ạ. Và khi mà về đó, khi mà những cái chiếc tàu này nó nổi lên một tí xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt của khu vực chợ tàu ở An Giang Đồng Tháp khi mà đến khu vực Tân An này khác xa so với bến Ninh Kiều nha, khác xa so với chợ nổi Cái Răng ạ. Rồi từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng thì chúng ta sẽ đi qua ba cái cổng nha cô chú anh chị, đi qua ba cái cổng. Và ba cái cổng này thực chất đó là ba cây cầu ạ. Và phía trước mặt chúng ta là cây cầu đầu tiên, là cái cổng đầu tiên nha. Chúng ta thấy một cái cây cầu bằng ngang sông đó, có một cái dải dòng ngầm uốn lượn đó, năm vòng cung. Chúng ta thấy trước mặt không ạ? Ở đây nhìn phía xa xa chúng ta thấy giống con rồng không ạ?
tương tự đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thấy cái đuôi với cái đầu mà. À dạ không, vì trong cái quá trình xây dựng bỏ quên cái đuôi với cái đầu Đà Nẵng thôi nhá, mà cái mình về Cần Thơ. À dạ cái này thì nói vui thôi. Thì cái cầu này nó có tên là cầu Quang Trung. Thì cái cầu này nó được xây dựng và trùng tu lại từ năm 2019 ha. Trước đây thì nó chỉ có một làn xe thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó sẽ có hai làn xe và sẽ cho phép những chiếc xe từ 7 chỗ vào trung tâm thành phố Cần Thơ nha. Trước đây thì những chiếc xe nào tải trọng lớn á thì đều đi qua cái cầu này vào trung tâm thành phố Cần Thơ, và từ năm 2019 xây dựng lại thì không cho phép nữa. Mà những chiếc xe từ 16 chỗ trở đi á thì chúng ta sẽ di chuyển về cái cầu thứ hai hết để vào trung tâm thành phố Cần Thơ ạ. Rồi thì chúng ta sẽ thấy năm vòng cung bốn lượt đó thì nó sẽ có ý nghĩa ha, và nó có một cái điều đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ. Chúng ta thấy một cái vòng cung to đùng ở giữa mà thì nó tượng trưng cho thủ đô Hà Nội, còn bốn vòng cung còn lại thì tượng trưng cho bốn thành phố trực thuộc trung ương còn lại của Việt Nam mình nha. Dạ rồi, cho con hỏi là gia đình ở trên chiến thần ngày hôm nay có thành viên nào đến từ Hà Nội không ạ? Dạ rồi, có thành viên nào đến từ Đà Nẵng không ạ? Có đâu. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Có đâu. Quảng Ninh ạ. Dạ rồi, và thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi, thì năm vòng cung này là có mặt chúng ta hết ha. Năm vòng cung tượng trưng cho năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam mình. Dạ rồi, thì cái cầu này nè, thì những bạn bé xinh xinh bắn đi trúng tìm đó, thì các bạn còn đặt cho nó thêm một cái tên nữa, vì không có đầu, không có đuôi, cho nên là các bạn thấy nó giống như con rắn á. Cho nên các bạn đặt cho nó là cây cầu rắn. Cứ thể 5 giờ, 6 giờ chiều là các bạn sẽ hẹn nhau. Ê, chiều nay 5 giờ ra cây cầu rắn nha, không gặp không về. Dạ rồi, đây cái cầu này thì cũng là một cái nơi kỷ niệm của biết bao nhiêu bạn bắn bi trúng tìm luôn, hay thôi chú anh chị. Rồi, cái chia sẻ một tí xíu về tên gọi Cần Thơ ha. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang di chuyển trên dòng sông này, là dòng sông Cần Thơ nè. Thì khi mà chúng ta di chuyển bằng đường thủy đó, thì về hướng trước mặt chúng ta có thể đi đến tận Kiên Giang và Cà Mau, hay thôi chú anh chị. Còn về hướng sau lưng chúng ta có thể đi lên Sài Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thủy luôn nè. Và cái khu vực mà chúng ta xuất bến, chúng ta đi về hướng bên tay trái, tức là về sau lưng chúng ta 200m là chúng ta ra sông Hậu luôn. Và còn về hướng trước mặt chúng ta đi đến Kiên Giang và Cà Mau bằng đường thủy nha. Và cái dòng sông này nè thì nó sẽ sâu từ 16 đến 24m. Từ bờ bên này qua bờ bên kia thì nó sẽ rộng từ 200 đến 400m nha cô chú anh chị, tùy theo khúc sông ạ. Từ 200 đến 400m. Cho nên là khi mà chúng ta di chuyển từ bến Ninh Kiều đến chợ Nổi Cái Răng, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều xà lan di chuyển luôn nha. Bởi vì tuyến đường này đi ra bằng Kiên Giang và Cà Mau cho nên xà lan chạy rất là nhiều, cũng như là thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Chú anh chị mình nhìn phía trong bờ bên tay phải, chúng ta nghe phía trong bờ bên tay phải, phía xa xa chúng ta thấy một con tàu màu trắng xanh nha. Trong bờ một con tàu màu trắng xanh. Chúng ta zoom lên một tí xíu thì chúng ta thấy thì một con số là 003 hay thôi chú anh chị, con tàu màu trắng xanh phía trong bờ mang biển số 003. Thì con tàu đó nó có tên là tàu vớt rác trên sông. Nó có vốn đầu tư từ Hà Lan và tập đoàn Coca-Cola hay cô chú anh chị. Thì mỗi một con tàu như vậy có vốn đầu tư từ 200.000 đến 400.000 USD ha. Và con tàu này á, thì nó được sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Bên đây hệ thống năng lượng mặt trời của nó sẽ để trên mui tàu ha. Nó để trên mui tàu. Phía trước của nó sẽ có một cái hệ thống dây và hệ thống máy hút cực kỳ mạnh. Thì nó sẽ khi mà rác tấp vào đó thì nó sẽ hút vào trong khoang tàu. Bên đây khoang tàu đó khi nào mà đầy đó thì ban quản lý dự án sẽ đến đây để thu gom ha. Và ở đây nó sẽ có hai trường hợp, những cái rác nào mà phân hủy được đó, thì họ sẽ cho phân hủy. Còn những rác nào mà tái chế được đó, thì họ sẽ mang đi tái chế nha cô chú anh chị. Và con tàu này được đặt từ tháng 4 năm 2022. Và tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là tròn 1 năm rồi, hay cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là tháng 5 năm 2023. Thì ước tính là trong 1 năm qua thì con tàu này đã làm việc rất là năng suất luôn, 10 tấn rác trên sông, hay cô chú anh chị, đã thu nhập được 10 tấn rác. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng một điều là hiện tại bây giờ vẫn còn rác, tuy nhiên nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi, hay cô chú anh chị, trên dòng sông này rất là đẹp luôn ạ. Và trên thế giới thì chỉ có 15 dòng sông được đặt cái con tàu này thôi, hay cô chú anh chị, 15 dòng sông ạ. Rồi phía trước mặt bên tay phải trong bờ chúng ta luôn ạ. Phía trước mặt tay phải trong bờ chúng ta thấy một cái công trình rất là to mà. Chúng ta thấy một công trình rất là to mà. Rồi thì công trình này đến thời điểm hiện tại bây giờ nó là tòa nhà cao nhất đồng bằng sông Cửu Long nha cô chú anh chị. Cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Và đây khi mà thoạt nhìn chúng ta đoán được nó bao nhiêu tầng không ạ? Chúng ta đoán được bao nhiêu tầng không ạ? Dạ, 35 tầng. Dạ. Trừ 2 ạ, 35 trừ 2 ạ. Thì tòa nhà này tính đến thời điểm hiện tại bây giờ nó là tòa nhà cao nhất đồng bằng sông Cửu Long, cao tổng cộng 33 tầng.
Rồi cô chú anh chị mình nhìn phần ống khói giùm con ha. Cái phần ống khói đó phía trên nó cao 30 tầng, ở dưới mặt đất của nó còn thêm 3 tầng hầm nữa nha cô chú anh chị. Phần ống khói sử dụng để làm nhà hàng khách sạn 5 sao ạ, nhà hàng khách sạn 5 sao. Còn cái phần thân của nó sử dụng để làm trung tâm thương mại, chúng ta gọi nó là Vincom Plaza. Ở thành phố Cần Thơ có hai Vincom ha. Vincom khu vực này người ta gọi là Vincom Xuân Khánh, là khu vực sầm út nhất, đứng thứ hai sau bến Ninh Kiều nha. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang di chuyển trên dòng sông nằm bên tay phải trên bờ, là chúng ta đang di chuyển song song với hai tuyến đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Cần Thơ, đó là tuyến đường 3 tháng 2 và 30 tháng 4 nha cô chú anh chị. Vào thành phố Cần Thơ thì chúng ta sẽ thấy là cái tình trạng mà lạc đường á, thì nó sẽ rất là khó ha. Còn nếu như mà lỡ có đi vào trong những cái con đường nhỏ đó, thì chúng ta chỉ mất vài phút là chúng ta sẽ ra được đường lớn liền. Vì lý do là gì, chúng ta hình dung giùm ở thành phố Cần Thơ ha, đó là hình chữ H in nha cô chú anh chị. Hai tuyến đường huyết mạch, còn lại những tuyến đường nhỏ thì sẽ cắt ngang thôi, cho nên là chúng ta không quá bận tâm về vấn đề lạc đường nha. Rồi trước mặt chúng ta là cái cổng thứ hai nha, khi mà chúng ta là cái cổng thứ hai, cổng này có tên là cổng Hưng Lợi, cổng Hưng Lợi, cổng này xây sao thôi. Và hiện tại bây giờ những chiếc xe tải trọng lớn đi vào trung tâm thành phố Cần Thơ thì đều đi qua trên cầu này, thưa quý chị. Nên khi mà qua cầu về hướng bên tay phải đó, thì chúng ta sẽ vào tuyến đường cắt ngang trung tâm thành phố Cần Thơ, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nha. Và hết tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta gọi là quốc lộ 91G, nó sẽ giao nhau với quốc lộ 91 đi đến cổng tỉnh Biên An Giang nha cô chú anh chị, về hướng bên tay phải qua cầu. Còn nếu như mà chúng ta qua cầu về hướng bên tay trái đó, thì chúng ta sẽ đi qua quốc lộ 1A nha. Giờ chúng ta muốn đi xuống Cà Mau cũng được, hoặc là chúng ta muốn đi lên cũng được nha cô chú anh chị. Thì đây là một cái tuyến đường huyết mạch, và từ khi có nó thì nó đã giảm thiểu được cái mức độ đó là ùn tắc giao thông vào trong trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ ạ. Khi mà chúng ta lên cây cầu này nè, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta đi từ bến Ninh Kiều đến chợ Nổi Cái Răng nha. Vậy thì khi mà chúng ta xuống dạ cầu đó, đi ngang cái dạ cầu này thì cô chú anh chị mình lắng nghe thì con xem thử là chúng ta có nghe được cái âm thanh gì lạ không nha. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta đi tham quan chợ Nổi Cái Răng từ bến Ninh Kiều ạ. Thì mình đã từng nghe về con cá sặc rằng chưa ạ? Dạ rồi.
rất là nhiều hình như mắt cầu đúng không ạ? Thế thì ở đây cô chú anh chị mình hình dung nhiều con đấy là nó to khoảng bằng bàn tay coi như thế này ha, không có sạch rồi, và thịt của nó rất là nhiều ha. Và cái lớp da bên ngoài của nó thì sẽ là màu đen xám ạ, và nó sẽ có sọc rằn rằn như như con ngựa vằn, thế nên cái màu của nó sẽ nhạt ra ha cô chú anh chị. Thì con cá sọc rằn này thì cô me người ta gọi là con cá lò thò hoặc là kiền thò, cô ta chỉ ngắn trong lời dỗ huyền thò a thò nó chỉ trang rồi phía sau ha. Thì từ con cá kiền thò này người in đến đây sinh sống và học trả lại mặt cầu thò kiền thò cầu thò, và đây là cách cái giải được chấp nhận nhiều nhất nha cô chú anh chị. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ dưới lòng sông này là cũng như là Nam Bộ còn rất là nhiều khu cá kỳ thọ, còn rất là nhiều cá kỳ thọ ha. Tại trong chuyến hành trình ngày hôm nay chúng ta cũng được đi về con cá kỳ thọ, chúng ta cũng được thấy được con cá kỳ thọ luôn, nhưng mà chúng ta thấy nó trong vỏ thôi cô chú anh chị, đó là khô cá kỳ thọ đặc sản của Cần Thơ, đặc sản của Nam Bộ luôn ạ. Rồi trước mặt chúng ta ha, trước mặt chúng ta ở bên trái và bên tay phải chúng ta sẽ thấy hai cái công trình rất là to màu trắng đó cô chú anh chị. Thì đây là công trình cầu thứ tư bắc ngang sông đi vào trung tâm thành phố Cần Thơ nha. Và cái cầu này nó có tên là cầu Trần Hoàng Na. Cầu Trần Hoàng Na ha cô chú anh chị, nó sẽ nối liền với đường Trần Hoàng Na đi qua bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ theo quốc lộ 1A đi đến cầu Cần Thơ nha cô chú anh chị. Và đây là dự án cầu lớn đi vào trung tâm thành phố Cần Thơ, và nó được xây dựng là hơn 2 năm rồi ạ. Khi mà cây cầu này xây xong đó là chúng ta đến chợ nổi Cái Răng là chúng ta đi qua 4 cái cổng nha cô chú anh chị, chứ không còn 3 cái cổng nữa. Và khi mà chúng ta đến khu vực chợ nổi đó thì sẽ có rất là nhiều du khách hỏi con là chợ nổi hình thành từ khi nào, chợ nổi hình thành vào năm nào. Nhưng mà nhìn chung thì chợ nổi ở Nam Bộ thì sẽ không có mốc thời gian hình thành nha cô chú anh chị. Chúng ta đến Nam Bộ đó thì hầu như tỉnh thành nào có dòng sông chảy qua thì nó đều có chợ nổi. Ví dụ như là chúng ta qua An Giang chúng ta sẽ có chợ nổi Long Xuyên, chúng ta qua Tiền Giang sẽ có chợ nổi Cái Bè, chúng ta qua Hậu Giang sẽ có chợ nổi Ngã Bảy, chúng ta qua Sóc Trăng sẽ có chợ nổi Ngã Năm, hoặc là chúng ta qua Vĩnh Long sẽ có chợ nổi Trà Ôn. Hầu như là tỉnh thành nào cũng sẽ có một ngôi chợ nổi, nhưng thành phố Cần Thơ may mắn và có hai ngôi chợ nổi thôi cô chú anh chị, có hai ngôi chợ nổi đó là chợ nổi Phong Điền và chợ nổi Cái Răng. Và hiện tại bây giờ cho chuyến hành trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi tham quan chợ nổi Cái Răng, và nét sống, nét văn hóa trên chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016 nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chợ nổi Cái Răng là chợ nổi lớn sầm uất nhất miền Tây nha cô chú anh chị. Trước đây á thì cô chú anh chị mình đã từng nghe về một cái bài hát đó là ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào nữa. Thì cái bài hát này nó sẽ nói về chợ nổi Ngã Bảy nha cô chú anh chị. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chợ nổi Ngã Bảy không còn ạ. Nhưng mà gì? Cô gái ấy vẫn đứng đây nha cô chú anh chị, do dòng đời đưa đẩy cho nên cô gái chợ nổi Cái Răng không còn ạ. Dạ đúng rồi, chợ nổi không còn, nhưng mà cô gái ấy vẫn đứng đây ạ. Đó là trong chuyến hành trình ngày hôm nay, cô gái Ngã Bảy dẫn chúng ta đi đến chợ nổi Cái Răng ạ. Rồi bên tay phải chúng ta sẽ có một cái bè làm nhiên liệu nha cô chú anh chị, một cái bè làm nhiên liệu. Ngày hôm một tí xíu nữa về đó thì cô chú anh chị nào mà chúng ta đi xe hơi sông đà đó, chúng ta xuống đây chúng ta đậu một cái kịch nha, đổ xăng hoàn toàn miễn phí nha, đổ xăng đổ dầu hoàn toàn miễn phí nhé, đầu chiếc của em con nha. Rồi về chợ nổi Cái Răng á thì nó sẽ phát triển vào đầu thế kỷ thứ 20 cô chú anh chị. Chợ nổi Cái Răng phát triển vào đầu thế kỷ thứ 20. Và về cái tên gọi Cái Răng á thì ở đây nó sẽ có hai cách lý giải. Thì rất là nhiều người nói là Cái Răng có phải từ răng của chúng ta không, thì thật sự nó là từ cái răng, nhưng mà không phải răng con người mà là răng từ con cá sấu thôi cô chú anh chị. Nó xuất phát từ một cái giả thuyết như thế này, đó là người ta nói rằng là ngày xưa ở dưới lòng sông này có một con cá sấu rất là to, thì chim bắt người dân ăn thịt, người ta mới tìm cách làm sao bắt và giết nó, tại vì lý do là ăn mặn nhiều quá. Mà bắt và giết xong rồi do cái lòng căm phẫn của người dân, nó chặt nó ra thành từng khúc cho nó băm cái lòng con người, chặt ra từng khúc thì mở một bộ phận của nó quắt xuống sông. Thì bộ phận của con cá sấu chơi dẹp khu vực nào thì người dân địa phương liền quen gọi cái khu vực gắn liền với bộ phận của con cá sấu nha. Thì khi mà chúng ta đến đặt Cần Thơ rất may mắn một điều là hầu như là có rất là nhiều những cái khu vực gắn liền với bộ phận của con cá sấu luôn. Ví dụ như cái da của nó chơi về khu vực bên tay trái của chúng ta nha, có một cái cầu rất là to nè, thì khu vực này người ta gọi là cái da. Cái da của nó chơi từ đây người ta gọi khu vực này là cái da nha. Còn cái cui của nó chơi về phía nam Cần Thơ với cái vị cọc trại của người Kinh á, cho người ta gọi nó là cái cui. Cái cui thì cái cui. Cái đầu của nó chơi về khu vực gần khu vực chợ nổi Cái Răng luôn thì người ta gọi khu vực đó là
cầu 6 nha cô chú anh chị. Một tí xíu là đến khu vực đó thì con sẽ chỉ cho cô chú anh chị mình thấy cái khu vực cầu 6. Còn cái răng của nó cắm xuống cái vùng đất chúng ta chuẩn bị di chuyển đến luôn. Và ở Cần Thơ thì khu vực cái răng rất là rộng lớn luôn, chắc là do lên cửa ha. Dạ, thì cái răng của nó cắm xuống cái vùng đất này cho nên người ta gọi nó là cái răng. Thì đây là cái cách lý giải dựa trên giả thuyết của cô chú anh chị. Còn thêm một cái cách lý giải nữa, và tên gọi cái răng thuộc thành phố Cần Thơ nhưng mà nó có nguồn gốc từ vùng đất Chi Tôn, An Giang rồi quý anh chị. Thôi lạ đúng không ạ? Ở đây là gì? Tên gọi cái răng á thì nó sẽ xuất phát từ cái ít củi á. Cái ít củi mà người Khmer người ta gọi là cái cà rèn hoặc là cà rèn, chữ ca nha, cà rèn. Thì từ cái ít củi này, người dân Chi Tôn, An Giang họ xuôi theo dòng sông đến khu vực này để buôn bán. Và trên một cái dòng sông rộng lớn như vậy họ ra rằng là ai cà rèn, ai cà rèn. Thì hai bên bờ sông người Kinh nhanh lo khoáng và đập chạy lại thôi. Cái răng theo cô chú anh chị. Tại vì ở đây cô chú anh chị nào là chúng ta ở vùng xa mà chúng ta chưa biết về cái cà vàng đó, thì chúng ta dùng dùng phòng nha. Thì có hình số 8 hình số 8 vùng trên của số 8 có cái kiềm ba chân để đặt nồi niêu son chảo, có cái vùng dưới của nó để chứa than, chứa củi và chứa cho. Thì từ cái bếp này người ta làm bằng đất sét cô chú anh chị. Và cái vùng làm cho chiếc cà rèn đẹp nhất là phải vùng Xà Phóng, Chi Tôn, An Giang. Xà Phóng là theo tiếng Khmer nói về vùng Chi Tôn đó ạ. Và thì họ xuôi theo dòng sông đến khu vực này để buôn bán. Và tức là chúng ta đến cái khu vực chạy nổi cái răng á, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy một chiếc ghe bán bếp củi hoặc là cà rèn ở bên đó đó. Khi mà chúng ta đến khu vực chợ nổi cái răng đó thì chúng ta sẽ thấy là cái sợi có rất là nhiều cái chiếc ghe nhỏ bé chiếc tay đó. Thì cô chú chị mình được xem lên cây trái biết sao ha. Thì cái đồ biết sao những cái sản phẩm trái cây này là sản phẩm nhà sản từ trong công việc mang ra ha. Thì cô chú chị mình có thể dùng thử nhé. Cô chú chị mình có thể dùng thử. Rồi chúng ta hướng về giá cả để chúng ta trao đổi ha. Nếu như có nhu cầu thì chúng ta trao đổi cho chị ạ. Nghe rõ không Vân Sơn? Nghe rõ không? cái đầu của nó xe và khu vực đó thì nên người ta gọi nó là cầu 6 ạ.
Đây là câu hỏi là trên chuyến tàu ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình đã có hành vi nhắn tin người để đặt sẵn mắt rồi, đặt sẵn mắt ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, chúng ta sẽ ngồi yên tại vị trí này ha. Chúng ta sẽ cầm trên tay một tô đồ ăn sáng, sóng nước hai bên chồng chành tạo thành đặc sản lắc ha cô chú anh chị. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chương trình thưởng thức đặc sản lắc. Và thì khi mà chúng ta nghe đó thì thực chất ra là ăn sáng trên sông, nhưng mà sâu xa bên trong Bắc thì nó sẽ có một cái quá trình rất là dài, nó sẽ liên quan đến người dân thương hồ hay cô chú anh chị. Tức là ở miền Tây sông nước thì sẽ có rất là nhiều những cái thành viên họ sẽ sử dụng ghe tàu thuyền để chở những cái loại hải sản để họ đi buôn bán đó. Thì do là di chuyển nhiều ngày cho nên họ sẽ dựng một cái căn nhà ở phía sau tàu ghe thuyền luôn để họ buôn bán, thì từ đó họ trở thành cuộc sống thương hồ hay cô chú anh chị. Mọi sinh hoạt thì họ đều sinh hoạt ở trên ghe tàu luôn. Và từ cái việc ăn sáng đó thì người dân thương hồ họ đã sáng tạo ra, và đến thời điểm hiện tại bây giờ cái việc ăn sáng trên sông cũng là một trong những điểm để góp phần vào việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể các quốc gia. Thì trong chuyến hành trình ngày hôm nay đó, ngoài cái việc mà chúng ta đi vui chơi giải trí nè, chúng ta trải nghiệm nè, thì chúng ta tìm hiểu về văn hóa, thì còn lại là nếu như có điều kiện thì cô chú anh chị mình có thể dùng thử và cũng như là trải nghiệm vào trong cuộc sống của người dân thương hồ ha. Khi mà chúng ta ăn sáng ở trên sông đó thì sẽ có 3 món hay cô chú anh chị. Trên bờ thì sẽ có rất là nhiều món, tuy nhiên là chúng ta di chuyển ở đây đó, thì sẽ có 3 món thôi, đó là bún riêu, hủ tiếu và bánh canh. Một tí xíu nữa tàu chúng ta sẽ cập vào trong một chiếc tàu nhỏ, và cái con tàu này là một trong những tàu là nổi nhất gì trên chợ nổi Cái Răng thôi cô chú anh chị. Rồi một tí xíu nữa chúng ta sẽ ăn sáng nha, và con sẽ order số lượng đồ ăn cho cô chú anh chị mình, để đến đó là chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng ta order. Dạ rồi, hiện tại bây giờ trước mặt chúng ta là có cây cầu chợ nổi Cái Răng đó, thì cô chú anh chị mình thành viên nào chúng ta có nhu cầu chụp ảnh đó thì chúng ta có thể di chuyển lên lên ha, di chuyển từ từ thôi ạ. Một vài thành viên thôi ha cô chú anh chị. Rồi tàu chúng ta sẽ chạy chậm một tí xíu, không dừng hẳn ha cô chú anh chị, chỉ chạy chậm thôi. Còn những thành viên nào chúng ta không di chuyển lên thì chúng ta có ngồi thể ngồi yên tại vị trí của mình, chúng ta vui vui về cây cầu này nha. Rồi khi mà chúng ta di chuyển lên thì chúng ta chỉ di chuyển đến sợi dây thôi ha cô chú anh chị, chỉ di chuyển đến sợi dây thôi ạ. Dạ rồi, vậy thì trong cái khoảng thời gian mà những thành viên chúng ta chụp hình check-in đó thì con sẽ đi đến từng thành viên để con order số lượng đồ ăn hay thôi chú anh chị. Còn những thành viên nào mà chúng ta chưa có nhu cầu đó thì chúng ta cứ ngồi yên tại vị trí một tí xíu nữa, chúng ta đợi những thành viên còn lại. Hoặc là đến khu vực đó thấy những cái thành viên ăn ngon quá thì có thể order thêm cho con nha. Rồi bây giờ là con sẽ đi đến từng thành viên để order số lượng đồ ăn. Con nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 món nha: bún riêu, hủ tiếu và bánh canh. Bún riêu là ngon nhất hay thôi chú anh chị, bún riêu cua đồng ạ. Đó. Hủ tiếu đi con. Hủ tiếu hả? À vậy ta ăn hủ tiếu nè. Hướng dẫn viên. Xinh quá mà nói hay quá. Rồi. Tại vì anh muốn lấy cái tổ yến đó, anh phải dùng con chim con.
dùng bỏ luôn cho nó chết luôn mới lấy được tổ yến. Tại bọn tổ yến nó có một con chim con thì giờ anh muốn thu hoạch cái tổ yến đó là phải bỏ con kia mà. Thành ra bây giờ thành phố thành ra là cấm không cho khai thác, lý do là vậy. Bà Đồng ơi, mình giờ nghe rõ chưa mình? Cà phê với ghe mà nó không có đổ mày. Chúng ta là một chiếc ghe đặc sản lắc về nước bún nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình có nhu cầu thì chúng ta thưởng thức nghe cà phê sữa, sữa đậu nành hoặc là dừa dứa là. Thì đây là một cái món ăn ngoài chúng ta ăn sáng không thì chúng ta cũng có thể thưởng thức một ly nước nha. Chúng ta cầm trên tay một ly cà phê, một ly cà phê sữa, sữa đậu nành. Sóng nước hai bên chồng chành lắc lư tạo thành đặc sản lắc nha cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta đã bước vào khu vực của chợ nổi Cái Răng theo cô chú anh chị. Trong khu vực này thì sẽ có hai bộ phận dân cư sinh sống, đó là người dân địa phương và người dân trong hồ nha cô chú anh chị. Người dân địa phương thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những ngôi nhà bè từng bước trái của chúng ta. Khu vực chợ nổi Cái Răng cô chú anh chị mình rút tay vào không để hai tay của bên thành tàu ạ. Chúng ta rút tay vào giúp con không để hai tay của bên thành tàu ạ. Cô chú anh chị mình rút tay vào giúp con không để hai tay qua bên thành tàu để chúng ta an toàn trong suốt cái quá trình di chuyển. Kẹt xe rồi. Chúng ta sẽ nhìn sang bên tay phải giúp con nghe. Nhìn sang bên tay phải chúng ta bước vào khu vực giữa chợ nổi, trung tâm của chợ nổi là khu vực tập trung sinh sống của người dân Thương Hồ nghe cô chú anh chị. Rồi Thương Hồ ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức để sinh sống. Thứ nhất đó là người dân Thương Hồ họ sẽ chở những cái loại nông sản đến khu vực chợ nổi này buôn bán xong thì họ sẽ lại tiếp tục di chuyển đến khu vực chợ nổi khác. Nên đây chính là lý do tại sao chúng ta sẽ đi có những thời điểm chợ nổi rất là đông nhưng mà sẽ có thời điểm chợ nổi sẽ bị vắng nghe cô chú anh chị. Vì lý do là người dân Thương Hồ họ trả hàng xong họ lại tiếp tục di chuyển đến khu vực chợ nổi khác. Rồi còn cái hình thức thứ hai là chúng ta thấy ghe tàu hiện tại bây giờ đang neo đậu tại đây, tức là người dân Thương Hồ họ sinh sống ở đây nghe cô chú anh chị, họ neo đậu ở đây luôn. Sau khi mà bán hết hàng trên ghe, trên tàu, trên thuyền của mình đó, họ sẽ di chuyển về quê hương hoặc là về vùng để tết cho cô chú anh chị. Rồi, khi mà
Rồi bây giờ cô chú anh chị mình nhìn trước mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe giúp con nha. Trước mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe bên tay phải à, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái cây sào dựng đứng lên trước mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe ha. Thì đây là cây bẹo, là cây quảng cáo của người dân Thương Hồ hay cô chú anh chị. Họ bán cái gì thì họ sẽ treo lên trọt cây bẹo sản phẩm đó nha. Đây, trước mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cây bẹo ha. Mỗi một chiếc tàu, mỗi một chiếc thuyền, mỗi một chiếc ghe thì có một cây bẹo. Họ bán cái gì họ treo cái nấy nha cô chú anh chị. Ví dụ như bán khóm thì treo khóm, bán dứa thì treo dứa ha. Rồi bán bắp thì treo bắp, bán ngô thì treo ngô nha cô chú anh chị. Rồi trước mặt mũi, trước mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe. Còn phía sau mũi tàu, mũi thuyền, mũi ghe, đây là đặc điểm nhận dạng của người dân Thương Hồ. Chúng ta sẽ thấy vùng áo treo mặt. À, thì đây là đặc điểm nhận dạng của ghe của người dân Thương Hồ nha. Hoặc là ví dụ như ngày hôm nay hỏng giật đồ thì làm sao chúng ta nhìn quần áo được đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn sang cái khác, đó là chúng ta sẽ nhìn sau tàu thuyền ghe, chúng ta thấy quần áo, ngoài cái quần áo ra thì còn có nồi niêu sơn chảo hoặc một cái thùng nước phía sau màu xanh nè. Thì đây là đặc điểm nhận dạng của người dân Thương Hồ ha, ghe của người dân Thương Hồ. Rồi khi mà chúng ta nhìn lên trên tàu, trên thuyền, trên ghe, chúng ta thấy những cái biển số ha, để chúng ta cũng biết họ đến từ tỉnh thành nào luôn. Ví dụ như trên bờ 65 là Cần Thơ, khi mà xuống ghe tàu thì là CT ha. Hoặc là 67 An Giang thì xuống ghe tàu là AG nè cô chú anh chị. Rồi hình thức buôn bán ở trên chợ nổi đó là buôn bán sỉ nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn lên trên cây bèo, chúng ta cũng biết họ là hình thức buôn bán sỉ luôn. Cái nào treo chùm là bán sỉ, còn cái nào treo rổ là bán sỉ ký ha. Rồi ví dụ như bí rợ với dưa hấu làm sao treo chùm được đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt bằng cách nào? Nhìn trên tàu, trên thuyền, trên ghe chúng ta sẽ thấy một cái cần xé hoặc một cái sọt ha, để trên cây cân hoặc là trước mũi tàu, thì đó là hình thức phân biệt bán sỉ nha cô chú anh chị. Cả nhà ơi, hồi nãy con có giới thiệu. Ai đi qua ai cô? Là người ta bán cái gì người ta sẽ treo cái đó. Ai cà phê đi. Dạ, em đi cà phê. Ok, dễ vô thì đẹp. Ơi, xin bảo lắm đấy. Bây giờ chúng ta đang di chuyển từ trung tâm chợ nổi đến cuối chợ nổi nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn phía sau tàu ghe thuyền bên tay phải nè, chúng ta sẽ thấy thêm những chiếc ghe nhỏ ha. Thì đây được xem là chiếc xe Honda hoặc là ô tô của người dân Thương Hồ nha. Họ sử dụng để di chuyển quanh khu vực này hoặc vào trong bờ nha cô chú anh chị. Ai mua Honda ở bên ai? Chúng ta sẽ thấy là do cái dòng sông này rất là rộng nè, rất là sâu, cho nên chúng ta sẽ thấy bên tay phải của chúng ta sẽ có rất là nhiều xà lan di chuyển ha. Bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị ăn sáng trên sông thôi cô chú anh chị. Rồi sáng nay chúng ta mặc có ăn cái gì trên trong bụng chưa ạ? Rồi nếu như mà thành viên nào chúng ta đã ăn gì rồi thì bây giờ chúng ta lắc lư cho nó xuống đáy bao tử nha, để chúng ta chuẩn bị lắc lư với tô bún lắc nha.
với tô đặc sản Lắc. Rồi phía trước mặt bên tay phải chúng ta sẽ có một chiếc tàu màu hồng mà thì hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ ghé vào trong một chiếc tàu này để thưởng thức đồ ăn sáng nha. À, để chúng ta thưởng thức đặc sản Lắc. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, thì hiện tại bây giờ anh này rất là nổi tiếng ha. Rồi, nổi tiếng bằng anh không ạ? Rồi, hiện tại bây giờ là cô chú chị mình cứ ngồi yên tại vị trí nha. Rồi, những thành viên nào sử dụng ăn sáng thì chúng ta có thể ngồi yên tại vị trí của mình, tháo áo phao ra nha. Sau khi ăn sáng thì chúng ta bật bún riêu. Bún riêu nè, cái tàu này bắt bún riêu nè. 1, 4, 5 hủ. Rồi cô chú anh chị mình có thể cởi áo phao để lại tại vị trí của mình à. Sau khi thưởng thức ăn sáng xong thì chúng ta khoác áo phao lại ạ. Rồi những hành vi nào chúng ta sợ chồng chành thì chúng ta có thể di chuyển cái bục phía sau ha. Nhưng mà chúng ta thưởng thức đặc sản Lắc thì chúng ta cứ ngồi yên tại vị trí nha. À cháu Lộc ơi. Vừa qua ừ thời buổi quá đầu á bún riêu cua đồng nè. Nghe đồn cái ông áo hồng này là bán bún riêu ngon nước đây nè. Ồ, vậy là mày đi rồi hả Ba Đồng, hả Minh? Đi để khám phá trải nghiệm thôi, ok. Thôi giờ chắc tắt like qua để ăn chứ, ủa tao buông tao bún riêu rồi. 8 giờ sáng là hết hàng rồi hả? Trời ơi, đã hả? Bún riêu rồi Tuấn. Tuấn. Tô nữa. Mày ăn trước đi. Cái chợ nổi cái răng này nói cho một cách đúng đắn thì nó... Rồi cảm ơn con. Rồi, ok. Nóng nha, nóng hả? Rồi. Không muốn nè. Ui da, nóng quá. Đây, tô bún riêu của tao. Ta. Nhưng mà cầm cái máy thì sao ăn ta? Ok chắc tắt xuống like để ăn chứ ok.